Fallen oder gefallen, was ist der Unterschied? Sie haben jetzt heute um die Fallen war gefallen, lassen Sie. Hãy cùng tìm hiểu trong bài ngày hôm nay nhé. Động từ fallen có nghĩa là ngã, rơi hay là rụng. Zum Beispiel, er fällt vom Stuhl. Ein Geräusch höre ich. Das Glas fällt auf den Boden. Die Kugel rơi xuống đất. Im Herbst fallen die Blätter. Và mùa thu thì là dụng. Động từ fallen thuộc nhóm những động từ biến đổi nguyên âm. Vậy nên ở ngôi thứ hai và ngôi thứ ba số ít, chúng ta sẽ chuyển từ a thành a umlaut. Ich falle. Du fällst. Er sie es fällt. Wir fallen. Ihr fallt. Sie sie fallen. Còn động từ gefallen thường đi với cấu trúc jemand oder etwas gefällt jemandem. Có nghĩa là ai hay là cái gì đó làm ai thấy hài lòng hay thấy thích. Zum Beispiel Das Buch gefällt mir. Nếu chúng ta dịch nghĩa từng từ thì sẽ được là cuốn sách làm cho tôi thấy thích. Còn dịch sang tiếng Việt thì chúng ta có thể hiểu là tôi thích cuốn sách này. Oder gefällt dir das Geschenk? Bạn thích món quà chứ? Es gefällt mir gar nicht, dass ich heute länger arbeiten muss. Tôi không thích chút nào việc hôm nay tôi phải làm việc lâu hơn. Tương tự như động từ fallen thì động từ gefallen cũng là một trong những động từ biến đổi nguyên âm. Vậy nên ở ngôi thứ hai và ngôi thứ ba số ít, chúng ta sẽ biến đổi từ nguyên âm A thành A umlaut. Ich gefalle. Du gefällst. Er sie es gefällt. Wir gefallen. Ihr gefällt Sie, sie, gefallen. Ngoài sự khác biệt về ý nghĩa thì hai động từ này còn có một sự khác biệt nữa mà khiến rất nhiều bạn nhầm lẫn. Cả hai động từ đều có quá khứ phân từ Partizip 2 là gefallen. Zum Beispiel, das Glas ist auf dem Boden gefallen. Chiếc cốc thì đã rơi xuống đất. Der Film hat mir nicht gefallen. Tôi không thích bộ phim. Khi nhìn vào hai ví dụ này thì bạn có thể thấy là với động từ fallen thì chúng ta sử dụng trợ động từ sein, còn với động từ gefallen thì chúng ta sử dụng trợ động từ haben. Vừa rồi chúng ta đã cùng với nhau học cách phân biệt giữa fallen và gefallen. Các bạn hãy theo dõi website primavien.com để có thể xem lại bài học dưới dạng bài viết. Hãy kết nối với Prima để cùng nhau học tiếng Đức. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi, hẹn gặp lại bạn trong những bài học tiếp theo. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.